Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin cuộc sống 24 giờ của kênh VTC14. Và bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ theo dõi những nội dung đáng chú ý có trong vòng 1 giờ đồng hồ tới đây. Trong chương mục tin sáng, Bộ Y tế sẽ thanh tra hoạt động tiêm chủng trên phạm vi toàn quốc sau khi liên tục xảy ra các tai biến liên quan đến tiêm vaccine khiến 5 trẻ tử vong thời gian qua. Số vụ trọng án liên quan đến tội phạm cướp giật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh sau một tháng công an thành phố tăng cường các hoạt động trấn áp. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng, tiếp tục bàn về việc tổ chức các hoạt động đón năm mới, tuy khó có thể gộp Tết ta với Tết Tây nhưng cũng cần đổi mới trong quan niệm cũng như hình thức sinh hoạt ngày Tết truyền thống hiện nay. Tin tức quốc tế nổi bật trong chuyên mục cuộc sống bốn phương. Cuộc khủng hoảng tiền tệ tại Ai Cập đang đe dọa đến sự ổn định của chính phủ Tổng thống Mohamed Morsi. Ngôi sao Hollywood Thành Long kêu gọi người Trung Quốc mở lòng với các số phận thiệt thòi khi cho rằng người dân của quốc gia này hầu như rất ít có thiện chí trong công tác từ thiện. Mở đầu chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một trong những sự kiện đáng chú ý nhất đã diễn ra trong ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì hội nghị trực tuyến đối với công tác thi và tuyển sinh toàn quốc năm 2013 đã được tổ chức với sự tham gia của các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục tại 6 điểm cầu. Tại hội nghị, nhiều điểm mới trong tuyển sinh đại học và cao đẳng trong năm 2013 đã được công bố và tiếp tục thảo luận. Và một trong những điểm được tranh luận nhiều nhất là việc thí sinh có được mang các thiết bị ghi âm ghi hình vào phòng thi hay không. Đa số các trường đều cho biết gặp khó khăn trong việc kiểm soát các thiết bị ghi âm, ghi hình được đưa vào trong phòng thi. Việc này không những không có hiệu quả mà còn tạo áp lực lớn cho thí sinh cũng như giám thị coi thi, tiềm ẩn nguy cơ phá rối trong phòng thi. Chỉ có một số ít ý kiến cho rằng việc này là có hiệu quả, nhưng với điều kiện nhà trường phải đảm bảo được việc kiểm soát các thiết bị. Trái ngược với lo lắng của các trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo có vẻ khá ủng hộ chủ trương này bởi cho rằng đây là vấn đề đã xảy ra trong thực tiễn. Tiêu biểu là vụ gian lận thi cử ở Đồi Ngô, Bắc Giang vừa qua. Ngành cần phải có sự thích ứng với môi trường giáo dục mà những thiết bị khoa học công nghệ phát triển. Giả sử rằng không mang cho mang vào, các cháu vẫn tiếp tục giải quyết như vậy, tiếp tục phát tán lên mạng như vậy, xử lý sao? Hay hơn là chúng ta trong cái thế bị động như vậy, thì giành lấy cái sự chủ động. Điều quan trọng nhất là gì? Là nó dâng lên trên đầu tất cả chúng ta. Có một cái sự kiểm soát vô hình để buộc tất cả các lực lượng tham gia kỳ thi phải thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục thảo luận, cân nhắc trước khi đưa ra quy định mới này áp dụng trong kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay. Bộ cũng cho biết năm nay sẽ tiếp tục ra đề thi và chọn điểm sàn. Những điều chỉnh đã được thực hiện trong năm 2012 thành công cũng sẽ tiếp tục được áp dụng như tuyển thẳng những học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, xét tuyển và có chế độ ưu tiên đối với các học sinh ở huyện nghèo, biên giới hải đảo của Tây Nam Bộ, Tây Nguyên. Ngoài ra năm nay sẽ bổ sung ban chấm thanh tra để chấm thanh tra ít nhất 10% số bài thi của mỗi môn thi tự luận. Bổ sung đối tượng dự thi tuyển sinh liên thông là những người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng chưa đủ 36 tháng. Thí điểm cho 10 trường thuộc khối văn hóa nghệ thuật tuyển sinh riêng. Khuyến khích các trường thay đổi về cơ cấu theo hướng tăng chỉ tuyển sinh các ngành mà xã hội có nhu cầu cao về nhân lực thuộc nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, nông lâm, thủy sản, y dược, nghệ thuật. Hôm nay thì cái hội nghị tuyển sinh các bàn về cái việc là mình điều chỉnh lại cái thời gian xét tuyển. Năm ngoái thì thời gian các trường kéo dài đến 30 tháng 11 thì hơi dài và làm cho các trường bị động trong kế hoạch đào tạo. Thì hôm nay các thế mình rút ngắn lại, thì dự kiến là rút ngắn đến 30 tháng 10. Và cái nữa tức là về cái số đợt tuyển sinh, số đợt xét tuyển của các trường thì là cũng không có giới hạn số đợt xét tuyển. Thế nhưng mà mỗi đợt xét tuyển cũng quy định là kéo dài khoảng 20 ngày để cho nó tránh cái lộn xộn học sinh rút ra rút vào. Tại hội nghị, nhiều trường cũng đã có ý kiến về việc xây dựng điểm sàn chung cho toàn quốc là tạo sự không công bằng giữa các vùng miền cũng như giữa trường công lập và ngoài công lập. Bộ cần chỉ đạo đề thi như thế nào để điểm sàn phải cao hơn 13 điểm, ít nhất là đạt điểm trung bình các môn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục cân nhắc và thảo luận để đưa ra những quy định hợp lý nhất cho mùa tuyển sinh năm nay. Thế
Tiếp theo chương trình sẽ là phần điểm báo sáng với những thông tin cập nhật trên các trang báo số ra ngày hôm nay. Đầu tiên là một bài viết trên trang 7 của Báo Thanh Niên của tác giả Mai Phương phản ánh về tình trạng lợi nhuận đáng kinh ngạc của ngành điện. Theo bài viết này thì năm 2012, trong khi hàng ngàn doanh nghiệp ngưng hoạt động và bị thua lỗ kéo dài, thì các doanh nghiệp sản xuất điện đạt được lợi nhuận đáng kinh ngạc. Theo thống kê, hiện có 15 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điện đang niêm yết trên thị trường chứng khoán và đa số đều có kết quả kinh doanh khả quan trong năm qua. Trong đó có hơn một nửa doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Theo ông Phan Dũng Khánh, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán Maybank Kim Eng, việc tăng giá bán điện của EVN chắc chắn sẽ gia tăng doanh thu của các doanh nghiệp sản xuất điện trong năm 2013. Tuy nhiên, lợi nhuận của từng doanh nghiệp có gia tăng hay không còn phụ thuộc nhiều vào tình hình quản trị, chi phí hoạt động cũng như đầu tư. Một chuyên gia kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng những lý giải khi tăng giá điện của EVN vừa qua chưa thể thuyết phục được người tiêu dùng, bởi xét cho kỹ thì tỷ lệ thất thoát điện năng của EVN hiện là 9%, tức là quá cao. Đây là trách nhiệm của EVN nói chung vì phân phối điện đang là độc quyền của tập đoàn này. Hơn nữa, giá bán điện của Việt Nam hiện tại tuy còn thấp hơn một số quốc gia trong khu vực nhưng cũng không còn gọi là rẻ nữa. Vì vậy, điệp khúc bị lỗ phải tăng giá là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tác giả Thu Hằng của báo Tiền Phong có bài viết nghi vấn nhiều doanh nghiệp buôn lậu xăng dầu. Theo bài viết này, thì thông tin từ báo Tiền Phong, các cơ quan chức năng đang thu thập thông tin và kiểm tra lại các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối để làm rõ hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu tạm nhập tái xuất. Một danh sách hơn chục đối tượng nghi vấn là đầu mối buôn lậu cũng đã được xác định. Cục điều tra chống buôn lậu nhận định, tình hình buôn lậu xăng dầu qua hình thức tạm nhập tái xuất có diễn biến hết sức phức tạp, có số lượng quy mô tới hàng nghìn tấn, có tổ chức với sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước, thậm chí có sự tham gia của một số cán bộ doanh nghiệp nhà nước. Ngoài tuyến đường biển, thì các đối tượng buôn lậu đã hoạt động tạm nhập tái xuất xăng dầu trên đường bộ, nhất là các tỉnh phía Bắc giáp Trung Quốc. Cơ quan hải quan đang nghi vấn doanh nghiệp không tái xuất mà thẩm lậu tiêu thụ nội địa, từ đó trốn thuế gây nhiều loạn thị trường. Theo một nguồn tin, thì Thanh tra Chính phủ đang thanh tra hoạt động tạm nhập tái xuất xăng dầu tại 6 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có nghi vấn. Một vấn đề điểm nóng thị trường mà rất nhiều người đang quan tâm đó là việc hàng loạt các hãng sữa đã chính thức có quyết định tăng giá từ tháng 1 năm 2013 với lý do hết sức trời ơi là thay đổi mẫu mã và tên gọi của sản phẩm. Bài viết phản ánh của hai tác giả Hồ Hương và Thuận Hải trên trang 4 của báo Nông Thôn ngày nay. Thưa quý vị, theo quy định của luật giá, từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, các doanh nghiệp phải kê khai giá mỗi lần điều chỉnh đối với các mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Để lách quy định này, các doanh nghiệp kinh doanh và nhập khẩu mặt hàng sữa đã đưa ra lời giải thích cho thông báo tăng giá sữa là do thay đổi mẫu mã, tên gọi của sản phẩm. Cụ thể, thay vì ghi trên bao bì là sữa cho trẻ dưới 6 tuổi hay trên 6 tuổi như trước đây, các sản phẩm sữa sẽ nhanh chóng biến thành sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung hay thức ăn công thức dinh dưỡng. Dựa trên sự thay đổi nói trên, giá sữa ngoại đang tăng dồn dập. Tại Hà Nội, hãng Mead Johnson Nutrition Việt Nam tăng giá thêm 10% so với giá hiện hành. Tương tự, hãng Dumex cũng tăng giá từ 8,5% đến 9%. Người tiêu dùng mua sản phẩm là quan tâm đến chất lượng, đặc biệt là đối với các sản phẩm cho trẻ em. Tuy nhiên, việc chất lượng không tăng mà giá lại tăng đến 10% trong khi chỉ thay đổi nhãn mác là một điều rất vô lý. Trao đổi với tiến sĩ Vương Ngọc Tuấn, Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, ông này bày tỏ quan điểm, mặc dù việc các doanh nghiệp thay đổi tên như vậy nhằm tránh tình trạng không phải là sữa, nhưng doanh nghiệp vẫn ghi là sữa để gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong khi chất lượng sản phẩm không tăng, công thức sản phẩm vẫn như cũ, nhưng giá lại tăng là điều đáng phải bàn và chắc chắn sẽ cần phải kiểm tra xử lý nghiêm ngặt. Nhiều phóng viên của báo Tuổi Trẻ có một bài phóng sự với tựa đề là Vào thủ phủ hàng dởm. Và nhóm phóng viên đã trong vai những nhà buôn cần đánh hàng lớn đi các tỉnh. Những ngày đi thực tế tại địa bàn huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc là khu vực buôn bán hàng hóa tổng hợp lớn nhất miền Bắc. Nhóm phóng viên đã tận mắt chứng kiến các kho hàng khổng lồ với đủ các loại hàng đắt, hàng rẻ, hàng công ty, hàng nhà máy theo cách gọi của dân buôn thổ tang. Tuy nhiên thì hầu hết các cửa hàng ở đây đều bày bán hàng rẻ, hàng nhà máy do có giá mềm được lái buôn ưa chuộng. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, xin lỗi quý vị, trao đổi với phóng viên của báo Tuổi Trẻ, ông Hoàng Phương là phó giám đốc Sở Công Thương kiêm chi cục trưởng chi cục quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc cho biết các công ty như là Unilever, Ajinomoto đã khảo sát tại Thổ Tang có phát hiện việc làm giả các mặt hàng này nhưng số lượng không nhiều và không có công khai, còn việc sản xuất hàng giả ở Thổ Tang thì anh em trinh sát của đơn vị này không thể bắt hết nổi.
Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thông tin được đưa ở trên trang 8 của báo Tuổi Trẻ của tác giả Việt Hùng về câu chuyện ở Quảng Ngãi, cưỡng chế sai chủ tịch huyện phải xin lỗi và bồi thường. Vào chiều ngày 22 tháng 1, ông Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết liên quan đến việc cưỡng chế vườn ươm trồng cây giống cây cảnh trên 10.500 m2 tại thị trấn Sơn Tịnh thuộc huyện Sơn Tịnh của tỉnh Quảng Ngãi. Của ông Đỗ Hữu Chí, ông Phạm Vinh, Chủ tịch Ban dân huyện Sơn Tịnh đã xin lỗi gia đình ông Chí cùng người dân địa phương. Cũng theo ông Thích, hiện tỉnh đang chỉ đạo huyện Sơn Tịnh và các cơ quan chức năng khẩn trương làm việc, thống nhất thực hiện việc bồi thường theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước cho gia đình ông Chí. Sau khi hai bên thống nhất đối với việc bồi thường, tỉnh sẽ xem xét xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân có liên quan đến quy định pháp luật. Tháng 7 năm 2012, ông Cao Khoa, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định giải quyết khiếu nại của ông Chí. Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi công nhận một phần các nội dung khiếu nại của ông Chí như là việc xử phạt cưỡng chế của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh là không đúng đối với hành vi vi phạm và đã hết thời hạn xử phạt. Tỉnh cũng chỉ đạo việc bồi thường thiệt hại cho ông Chí do huyện Sơn Tịnh ra quyết định xử phạt và áp dụng biện pháp cưỡng chế không đúng. Nếu ông Chí không thống nhất với giá trị bồi thường của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh thì có quyền khởi kiện vụ việc này ra tòa. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa đưa ra dự thảo nghị định thanh toán bằng tiền mặt ra lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và nội dung này đã được đăng tải trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Theo bài viết, thì dự thảo này, người dân không được dùng tiền mặt thanh toán cho giao dịch mua, bán, chuyển nhượng, chứng khoán ô tô, bất kể giá trị giao dịch. Cá nhân giao dịch bất động sản, xe máy, xe điện vượt hạn mức thì cũng không được dùng tiền mặt thanh toán. Các tổ chức không được dùng tiền mặt giao dịch bất động sản, chứng khoán, tàu bay, tàu thủy, ô tô, bất kể giá trị giao dịch. Ngoài các giao dịch này thì khi tổ chức thanh toán cho tổ chức, cá nhân khác, số tiền vượt hạn mức thì không được dùng tiền mặt. Theo Ngân hàng Nhà nước, thì việc quy định về các giao dịch bằng tiền mặt phải có lộ trình phù hợp với thói quen sử dụng tiền mặt, trình độ dân trí và điều kiện hạ tầng phục vụ cho thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời không làm cản trở hoạt động của tổ chức cá nhân, không gây tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế xã hội. Được biết là vào ngày 28 tháng 1, thì VCCI sẽ tổ chức hội thảo để lấy ý kiến về dự thảo trên tại Hà Nội. Thay vì người dân phải đến trụ sở chính quyền thì mới đây Ủy ban nhân dân quận nhất của Thành phố Hồ Chí Minh đã đột phá bằng cách là cử cán bộ đến tận nhà dân để giải quyết đối với một số thủ tục hành chính. Đây là một trong số những nỗ lực của Ủy ban nhân dân quận nhất đưa ra nhằm đưa nền hành chính đúng nghĩa là hành chính phục vụ. Bài viết phản ánh của tác giả Hà Tuấn với nhan đề đến nhà dân làm thủ tục hành chính được đăng tải trên trang 6 của báo Hà Nội mới. Theo ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nhất cho biết, kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2012, quận nhất đã triển khai dịch vụ nhận trả hồ sơ tại nhà cho các đối tượng ưu tiên, bao gồm người tàn tật, những người không thể đi lại được vì không đủ sức khỏe như là già yếu, bệnh nặng và phụ nữ mang thai, trẻ mồ côi. Trước mắt, Ủy ban nhân dân quận nhất áp dụng thực hiện các thủ tục như là đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, các thủ tục chứng thực chữ ký, chứng thực di chúc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Ủy ban nhân dân quận đã có tổng đài 1900 561 515 để tiếp nhận yêu cầu cũng như những giải đáp mọi thắc mắc khi người dân gọi đến để thực hiện dịch vụ này. Trong thời gian tới thì Ủy ban nhân dân quận cũng sẽ triển khai áp dụng các tiêu chí đánh giá xếp hạng đối với các cơ quan hành chính của quận, của phường nhằm đẩy mạnh thi đua và hoàn thiện hơn bộ máy hành chính sự nghiệp trên địa bàn. Mục đích của công việc này là để nhằm củng cố và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ xây dựng, hình ảnh cán bộ công chức thân thiện hơn trong mắt người dân và trong mắt của doanh nghiệp. Phần điểm báo sẽ được tiếp nối bằng một bài viết trên trang 14 của báo Đại Đoàn Kết, bài viết của tác giả Đình Sang với nhan đề "Sao khó kiểm soát nhiễm khuẩn ở bệnh viện". Nhiễm khuẩn ở bệnh viện là một trong các loại nhiễm khuẩn người bệnh mắc phải trong khi nằm viện. Theo đó thì người bệnh nhân phải điều trị dài hơn, gia tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh cũng như tăng chi phí, nguy cơ tử vong cũng cao hơn. Nhiễm khuẩn bệnh viện vì sao lâu nay khó kiểm soát? Dù liên quan đến an toàn người bệnh nhưng ở nước ta nhiễm khuẩn bệnh viện chỉ mới được các nhà quản lý y tế quan tâm trong chục năm trở lại đây. Tại hội thảo kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện tổ chức mới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo các chuyên gia về y tế có một thực tế là trước nay trong chương trình đào tạo y khoa, kiến thức nhiễm khuẩn bệnh viện chỉ được dạy cho điều dưỡng mà không dạy cho bác sĩ. Kể từ năm nay cũng là lần đầu tiên trên cả nước, chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện được đưa vào giảng dạy ở các bậc đại học, cụ thể là tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Điều này đã lý giải tại sao một phần các bác sĩ thực hành rửa tay, biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện đơn giản nhất, in tốt kém mà hiệu quả nhất lại thấp hơn điều dưỡng khi thực hiện các vấn đề về chuyên môn.
vấn đề khó hiện nay là các nhà quản lý chưa giác ngộ được rằng bệnh viện kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện tốt không chỉ làm giảm gánh nặng thiệt hại cho bệnh viện mà còn làm tăng lợi nhuận cho chính bệnh viện đó. Sự hợp tác từ bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân thông qua việc giáo dục nâng cao nhận thức cũng cần thiết để kiểm soát đối với nhiễm khuẩn bệnh viện trở thành chuyện thường ngày, chấm dứt cái vòng luẩn quẩn của ngành y là quá tải tại các bệnh viện lớn dẫn đến xuống cấp cơ sở vật chất lẫn môi trường và cứ thế nhiễm khuẩn trong bệnh viện thì mãi không thể nào kiểm soát nổi. Hy vọng mới cho người mắc bệnh ung thư, đó là một thông tin rất vui được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ. Theo tác giả của bài viết này, thì rụng tóc hay cơ thể bị suy kiệt là những tác dụng phụ của đa số thuốc điều trị ung thư. Một số nhà khoa học đã tìm ra chất mang thuốc nano có thể hạn chế tối đa tác dụng không mong muốn này. Sở dĩ thuốc điều trị ung thư kết hợp với chất mang thuốc nano này sẽ làm giảm tác dụng phụ lên người bệnh là do khi được gắn tác nhân định hướng, chúng chỉ thích các tế bào ung thư mà không đoái hoài các tế bào bình thường. Và đây chính là sản phẩm của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Vật lý ứng dụng thuộc Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam. Nhóm đang cải tiến khả năng mang nhà thuốc của loại chất mang này và tiến hành thử nghiệm xa hơn trên nhiều loại động vật cũng như hướng đến thử nghiệm tiền lâm sàng. Nhóm cũng đang có ý định phối hợp với một số nhà nghiên cứu ở Hàn Quốc để đưa các sản phẩm nghiên cứu đến gần ứng dụng thực tế hơn. Thưa quý vị, sau nhiều cú sốc khi những học trò đưa lên mạng những hình ảnh cởi áo hoặc chửi thề miệt thị người khác thì đã có đề xuất là cấm học trò tham gia các mạng xã hội, nhưng bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những ý kiến trái chiều và những ý kiến trái chiều này đã được tổng hợp trong bài viết của tác giả Mỹ Quyên trên trang 9 của báo Thanh Niên với nhan đề có nên cấm học sinh sử dụng mạng xã hội. Theo bài viết này thì đưa ra ý kiến của thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu thuộc khoa Tâm lý Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ông nhìn nhận nhiều bạn nghĩ văng tục vài câu cho vui thì có chết ai đâu. Thực tế các bạn không nhận thức được rằng không gian mạng là không gian chung, một câu phát ngôn của chúng ta có thể gây khó chịu cho nhiều người khác, có thể ảnh hưởng đến nhân phẩm, thậm chí là lưỡi dao làm người khác tổn thương và phải suy nghĩ. Và sau sự kiện một học sinh của trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội đã có những phát ngôn không đúng thì trường này cũng đã ban hành văn bản những điều cấm kỵ khi lên Facebook và đặt ra một vấn đề là có nên kiểm soát hay không. Một Facebooker tên là Tùng Dương nêu quan điểm không chặn được đâu, trên mạng xã hội mỗi tài khoản giống như một ngôi nhà riêng, mỗi nhóm là tập hợp những người cùng thói quen và sở thích, họ sẽ có những văn hóa trao đổi riêng và có muốn cấm đoán kiểu gì thì cũng không được. Và thạc sĩ Hiếu đến từ trường giảng viên Học viện Hành chính Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra quan điểm tự do ngôn luận thì không có gì là xấu, nhưng nếu cần kiểm soát những phát ngôn phản cảm, những bài viết mang tính ác ý, những phát ngôn hay bài viết đó không nằm trong khái niệm tự do ngôn luận mà nằm trong khái niệm là về đạo đức online. Tiếp tục chương trình là các tin tức trong nước đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau khi xảy ra hàng loạt các vụ tai biến gây tử vong ở trẻ em liên quan đến việc tiêm vaccine, vào ngày hôm qua, Bộ Y tế đã có chỉ thị tăng cường an toàn tiêm chủng và giám sát các phản ứng sau tiêm chủng trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế cấp tỉnh thành chỉ đạo tổ chức thực hiện tiêm chủng bảo đảm an toàn, đồng thời tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng, hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong. Đặc biệt, các cơ sở tiêm chủng phải có trách nhiệm tiến hành khám sàng lọc để loại trừ những trường hợp chống chỉ định, phòng ngừa các ca tai biến. Cán bộ tiêm chủng cần phải tư vấn đầy đủ cho gia đình hoặc người được tiêm chủng tác dụng, lợi ích và những rủi ro gặp phải khi tiêm chủng. Bên cạnh đó, các địa phương phải thành lập hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế. Cách đây vài ngày, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã có văn bản trả lời Bộ Y tế Việt Nam, khẳng định kết quả kiểm nghiệm vaccine Quinvasem vẫn an toàn. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất xảy ra trường hợp tai biến sau tiêm vaccine này. Để đảm bảo an toàn, nhiều nước trên thế giới như là Sri Lanka, Bhutan đã ngưng chương trình tiêm chủng vaccine Quinvasem của Hàn Quốc cho trẻ. Tại nước ta, việc tìm vaccine thay thế trong thời điểm này là rất khó bởi các loại vaccine 5 trong 1 khác đang lưu hành có giá đắt hơn vaccine Quinvasem gấp khoảng xấp xỉ từ 7 đến 8 lần. Sẽ được chuyển sang một thông tin y tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, một trong những mục tiêu quan trọng của dự án cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng mà Viện Dinh dưỡng thuộc Bộ Y tế vừa công bố là làm giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng chiều cao từ 26,7% trong năm 2012 xuống còn 26% trong năm 2013. Trong khi tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng so với tuổi của trẻ em ở nước ta đã giảm, thì suy dinh dưỡng chiều cao lại ở mức cao so với tiêu chuẩn quy định của Tổ chức Y tế Thế giới. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em cũng có sự khác biệt khá lớn giữa các vùng, các tỉnh thành, nhất là giữa nông thôn và thành phố.
Đặc biệt các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, tỷ lệ này ở trẻ em khá lớn như Hà Giang là 35%, Lào Cai là 37,8%, Lai Châu là 36,4%. Một phần nguyên nhân của tình trạng trên do trẻ không được sử dụng đầy đủ sữa mẹ. Hiện chỉ có khoảng 20% trẻ còn bú sữa mẹ đến 24 tháng tuổi, 50% trẻ được bú sữa mẹ ngay sau khi sinh. Ngoài ra, khẩu phần ăn bổ sung của trẻ từ 7 đến 24 tháng chưa đảm bảo sự đa dạng các loại thực phẩm và tính cân đối. Tỷ lệ sữa nói chung và thực phẩm đúng tiêu chuẩn về dinh dưỡng bổ sung nhìn chung còn thấp. Sở Công Thương Quảng Nam đang phối hợp với một số doanh nghiệp triển khai 59 điểm bán hàng bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Đáng chú ý, trong đó có 29 điểm phục vụ đồng bào miền núi hải đảo. Theo kế hoạch, năm nay sẽ có 29 điểm bán hàng bình ổn giá tại khu vực các huyện miền núi như là Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My và Bắc Trà My, 27 điểm tương tự tại các huyện Trung Du và Đồng Bằng. Ngoài ra còn có 11 điểm bán hàng lưu động phục vụ nhân dân tại một số huyện. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có chủ trương hỗ trợ tiền lãi vay cho doanh nghiệp với mức 100% đối với hàng hóa phục vụ địa bàn miền núi và 50% đối với địa bàn còn lại. Theo đó, tổng số tiền các doanh nghiệp được vay có hỗ trợ lãi suất phục vụ cho việc dự trữ và bán hàng bình ổn giá lần này là 28 tỷ đồng. Hiện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tích cực thu mua, dự trữ hàng hóa, phục vụ nhu cầu của nhân dân đón Tết với tổng giá trị 250 tỷ đồng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, số lượng voi rừng và voi nhà trên địa bàn tỉnh này đang suy giảm nghiêm trọng. Chính vì thế, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương triển khai thực hiện nhiều biện pháp bảo tồn đàn voi trên địa bàn. Theo thống kê, sau 30 năm, đàn voi hoang dã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã giảm từ 550 con xuống chỉ còn từ 80 đến 110 con. Số lượng voi nhà cũng giảm từ 500 con năm 1980 xuống chỉ còn hơn 50 con, tập trung ở các huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk. Voi nhà Đắk Lắk chủ yếu sử dụng vào việc phục vụ khách du lịch và tham gia các lễ hội văn hóa truyền thống của địa phương. Tuy nhiên, do khai thác quá mức, ăn uống có mức độ, trong 10 năm trở lại đây, voi nhà không sinh sản, nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Khắc phục những bất cập trên, hiện nay tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ kinh phí cho các chủ voi trong thời gian voi giao phối, mang thai sinh sản, đặc biệt là voi con sinh ra thuộc quyền sở hữu của chủ voi cái. Vào ngày hôm qua, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng thị xã Thuận An đã bắt quả tang một cơ sở chế biến lậu hàng loạt gia vị bẩn quy mô lớn tại địa chỉ 4/5B, khu phố Bình Đức 2, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cơ sở này chế biến đủ loại gia vị thực phẩm như sa tế, mắm nêm, tương ớt, giấm tinh luyện, mắm ruốc Huế. Bên trong khu chế biến, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều thùng chứa nguyên liệu rất mất vệ sinh, một số thùng còn có cả giòi bò lúc nhúc bên trong. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều loại bột màu trắng, đường hóa học có nguồn gốc từ Trung Quốc. Chủ cơ sở chế biến lậu này do ông Đỗ Xuân Viện, quê ở tỉnh Thanh Hóa. Ông Viện thuê cơ sở trên dùng để chế biến gia vị thực phẩm khoảng 2 năm nay. Mỗi ngày cơ sở này chế biến hàng nghìn chai và làm gia công cho công ty Quang Vinh ở Bà Rịa Vũng Tàu. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ hàng hóa và vật dụng chế biến gia vị bẩn để tiếp tục điều tra xử lý. Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm hình sự dịp cuối năm, Công an TP.HCM đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm các loại trên địa bàn thành phố. Sau một tháng triển khai, thì 34 tổ công tác đặc biệt của Công an thành phố đã triệt phá được nhiều băng nhóm, trộm cướp, cướp giật nguy hiểm, góp phần bảo vệ an toàn trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Đây là những hung khí của nhóm tội phạm vừa bị lực lượng cảnh sát cơ động phát hiện, thu giữ khi tuần tra trên địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. 7 mã tấu cùng hàng loạt vũ khí khác được giấu trong một con gấu bông. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng này có liên quan đến vụ chém người gây thương tích trước đó. Cái đối tượng ở đây thì mức độ nguy hiểm rất là cao. Tại vì đa số những đối tượng phạm tội ở đây đều có nghiện hút và buôn lậu. Nên không từ mọi thủ đoạn nào để làm hại người dân. Cách đây một tháng, Công an TP.HCM đã lập 34 tổ cảnh sát cơ động, tập trung tuần tra chốt chặn tại các khu vực phức tạp và 14 tuyến đường vùng ven thường xảy ra các vụ án nghiêm trọng. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát cơ động còn phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, công an các quận huyện tập trung kiểm tra, truy bắt các đối tượng nghi vấn phạm tội, tàng trữ vũ khí, chuẩn bị gây án khi đang lưu thông trên đường hoặc các đối tượng càn quấy có biểu hiện coi thường pháp luật. Khi mà triển khai lực lượng ra thì là qua cái một thời gian thì chúng tôi thấy là cái tình hình
là đã giảm đi đáng kể. Tình hình an ninh trật tự là đảm bảo hơn. Và trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục để đảm bảo cho các cái khu vực, các cái tuyến, cái địa bàn ổn định, thì tùy tình hình và đặc điểm thực tế sẽ có cái sự thay đổi cái phương thức tuần tra. Trong tháng qua, số vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã giảm 78 vụ so với trước. Trong đó, riêng án cướp tài sản giảm 28 vụ, án cướp giật giảm 16 vụ. Người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã yên tâm hơn khi tội phạm không còn dám hoạt động ngang nhiên như trước. Thì lúc trước thì nó nhiều lắm, mà giờ thì nó tặng ra thì nó bớt hết nhiều lắm, coi như là 90 mấy % rồi. Số chúng ta kéo giảm được 78 vụ phạm pháp hình sự trong một tháng, nó không nói lên nhiều. Nhưng các cái băng nhóm cụ thể mà chúng tôi đã thông tin đến các bạn, và cái số vụ mà các băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm cướp giật trên đường phố, tội phạm xâm phạm tài sản người nước ngoài, nó đánh giá, nó nói rất rõ về cái hiệu quả. Tháng Chạp còn được gọi là tháng củ mật, là thời điểm tội phạm gia tăng hoạt động. Do đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn để nhân dân thành phố và du khách đón một cái Tết vui vẻ và an toàn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa cho biết, vừa chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong ngành thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ nhân dân cả nước vui đón Tết Quý Tỵ 2013. Bên cạnh đó, bộ này sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất để ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Cụ thể, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được yêu cầu tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất nhằm xử lý nghiêm biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc cũng như biểu hiện không lành mạnh khác. Bên cạnh đó, Ban quản lý các di tích phải tuyên truyền về giá trị của di tích, ý nghĩa của các lễ hội tới các tầng lớp nhân dân và khách tham quan, bố trí hòm công đức ở những vị trí phù hợp, sắp xếp quản lý hệ thống hàng quán, dịch vụ trông giữ xe hợp lý, bảo đảm mỹ quan. Nằm trong chương trình Tuần Việt Nam tại Italia được tổ chức từ ngày 16 cho đến ngày hôm nay 23 tháng 1, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ngày hôm qua 22 tháng 1, một chương trình ca nhạc đậm hương sắc Việt đã được giới thiệu đến công chúng của xứ sở Tháp Nghiêng. Chương trình có tên gọi Hương sắc Việt Nam diễn ra tại nhà hát Công viên âm nhạc thành phố Roma của Italia. Trong chương trình này, các quan chức cấp cao hai nước và đông đảo người Việt tại Italia đã được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu và đậm chất Việt. Hương sắc Việt Nam là tổng hòa của nhiều giá trị văn hóa tinh thần đã tồn tại từ lâu đời trong đời sống của người Việt. Từ những loại nhạc cụ độc đáo riêng có cho đến những di sản của cha ông như ca trù, hát văn, hát sẩm, múa quạt, múa xòe cũng được khéo léo đan cài, tạo nên một chỉnh thể đa dạng và hài hòa. Đây thực sự là món ăn tinh thần cho những người con Việt Nam trên đất Italia và cả những người bạn Italia yêu văn hóa Việt. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố 4 đặc sản của địa phương được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục. Đó là cá bống sông Trà, món giòn, kẹo gương và quế trà bồng. Trải qua quá trình bình chọn, thẩm tra, tham vấn và tiếp nhận ý kiến phản hồi từ các cơ quan, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục Việt Nam cho 4 sản phẩm của tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, 2 đặc sản là giòn và cá bống sông Trà được xếp vào top 50 món ăn đặc sản nổi tiếng Việt Nam. Kẹo gương lọt vào top 10 đặc sản kẹo mứt nổi tiếng Việt Nam và quế trà bồng vào top 10 đặc sản thiên nhiên nổi tiếng nhất trong nước. Tại lễ công bố, tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp cùng các địa phương xây dựng cơ chế, chính sách miễn giảm thuế, bảo tồn và phát triển các làng nghề, cơ sở sản xuất hàng đặc sản xuất các sản phẩm lưu niệm, quảng bá 4 đặc sản đã được xác lập kỷ lục Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước. Xin được chúc mừng tỉnh Quảng Ngãi cùng với 4 đặc sản đã được đưa vào sách xác lập kỷ lục Việt Nam. Thì được chuyển sang một thông tin tiếp theo từ tỉnh Đồng Tháp. Nhằm quy hoạch và đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp không khói dựa trên nguồn tài nguyên tự nhiên và xã hội sẵn có, mới đây ngành du lịch của tỉnh Đồng Tháp đã chọn được 20 sản phẩm và dịch vụ điểm du lịch tiêu biểu của mình. 20 sản phẩm tiêu biểu này được bình chọn và chia theo 5 nhóm, bao gồm địa điểm du lịch tiêu biểu, khách sạn tiêu biểu, món ăn hương vị quê nhà tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu, tour tuyến du lịch tiêu biểu. Trong đó có nhiều sản phẩm địa điểm quen thuộc như lẩu gà chanh ớt, hạt sen sấy, xoài cao lãnh, khu di tích cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, khu du lịch Gò Tháp, khu du lịch sinh thái Gáo Rồng.
Sau bình chọn, các sản phẩm dịch vụ đạt giải được truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu phục vụ du khách ngày càng tốt hơn. Năm 2013, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục chọn 100 sản phẩm dịch vụ điểm du lịch tiêu biểu trên 14 lĩnh vực cho giai đoạn tiếp theo. Có lẽ hiện nay những bức thư viết thay còn thơ mùi mực đã không còn được nhiều người nhớ đến và không còn được dùng trong thời đại công nghệ thông tin nữa. Nhưng có một nơi những cánh thư đầy ắp tình người vẫn theo nhau đi về, mang theo những câu chuyện về tình người, về tình thân ấm áp. Đó cũng chính là sự chia sẻ của các cô trò, mẹ con của Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Hòa Bình mà phóng viên kênh VTC14 đã ghi lại được trong một chuyến công tác. Đó là những tấm lòng, có khi là của những người mẹ nuôi ở nước ngoài, cũng có lúc là của các con, khi đã đủ vững vàng, tung cánh bay xa, gửi về các cô, các mẹ của Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Hòa Bình, để bày tỏ tình yêu và sự biết ơn của mình. 20 năm, cả nghìn số phận, cuộc đời cơ nhỡ, thiếu thốn tình cảm đã ở lại và trưởng thành từ mái ấm này. Các cháu nó đi nó viết những rất là nhiều những cái thư mà đọc không lần nào là không rơi nước mắt. Bố mẹ của các cháu cũng viết thư về cũng cảm ơn là bà là người làm công tác nuôi dưỡng con của tôi được trưởng thành như này là nhờ bàn tay bà chăm sóc. Và cứ mỗi lần đi ngủ tôi lại ôm hôn con tôi thay cho bà. Đấy là cái điều rất là cảm động. Những bước chân còn non nớt, những ánh mắt còn nhiều ngơ ngác trước cuộc đời. Rồi một ngày kia sẽ đủ vững vàng, đủ trưởng thành để bay xa, bay cao hơn nữa. Để những bức thư lại ngày một thêm dày lên trong nơi mà cô Dung ngày ngày lưu giữ. Hiện nay gần 900 cháu đi làm con nuôi, nhưng cứ mỗi đứa mỗi hình mỗi vẻ, có những đứa mình cũng đêm mình ngủ lúc nào mình cũng nghĩ đến nó. Nỗi lòng của các mẹ, các cô tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Hòa Bình sẽ vẫn còn nhiều xe sắt khi mà vẫn còn đó những cảnh đời bất hạnh. Bố con mất cho nên con phải ra đây ở với các bạn. Hơn 1.200 trường hợp có cảnh đời éo le sau khi sống và học tập tại trung tâm, thì trên 1.000 trường hợp đã trở về hòa nhập với cộng đồng. Trong số đó, khoảng 900 em không có gia đình hoặc mất bố mẹ đã tìm thấy cho mình một mái ấm mới. Những tiếng tưởng chừng như quá đỗi bình thường, gọi bố, gọi mẹ, các em ngỡ đã không còn được dùng đến, thì giờ lại ấm trên môi. Ngắm nhìn những nụ cười rạng rỡ, những tâm hồn sáng trong, hồn nhiên của các em, dường như mùa xuân về nơi này cũng trở nên ấm áp hơn, để cho những bức thư lại tiếp tục đi về, thắp lên những hy vọng mới bởi tình người. Ở phần tiếp theo của chương trình cùng đến với câu chuyện buổi sáng, tiếp tục bàn về việc tổ chức các hoạt động đón năm mới. Tuy khó có thể gộp Tết Ta với Tết Tây, nhưng cũng cần đổi mới trong quan niệm cũng như hình thức sinh hoạt ngày Tết truyền thống hiện nay. Tin tức nổi bật trên thế giới trong chương mục cuộc sống bốn phương, Singapore thực hiện nhiều giải pháp khuyến khích sinh đẻ, trong đó có việc cho phép người chồng được nghỉ phép khi vợ sinh con. Đồ gỗ phát sáng nhờ cảm ứng giúp các ngôi nhà loại bỏ được những chiếc công tắc gây mất thẩm mỹ. Tiếp tục câu chuyện đón Tết như thế nào cho hiệu quả mà vẫn nhiều ý nghĩa. Vào ngày hôm qua, chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện buổi sáng về những ý kiến phản biện quan điểm của giáo sư Võ Tòng Xuân về việc nên gộp Tết Ta với Tết Tây. Phần lớn ý kiến thì đều phản đối khi cho rằng Tết âm lịch có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống của người Việt, mang bản sắc riêng nên không thể là một phép gộp cơ học để dễ dẫn đến nhiều xáo trộn.
Và tuy nhiên là nhiều đối với ý kiến của giáo sư Võ Tòng Xuân thì chắc chắn sẽ vẫn còn những điều khiến cho chúng ta phải lưu ý. Đó là trong thời đại hội nhập quốc tế như hiện nay thì một cái Tết rườm rà và tốn kém sẽ ảnh hưởng nhiều đến kinh tế của đất nước và khiến cho mỗi cá nhân trở nên trì trệ. Bởi vậy dù chúng ta không nên gộp chung Tết Tây với Tết Ta nhưng cũng cần phải đổi mới trong quan niệm cũng như hình thức sinh hoạt ngày Tết truyền thống hiện nay. Và đó cũng sẽ là nội dung của chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Trước đây, Valentine, Halloween hay Noel đều là những cụm từ còn khá xa lạ. Nay, nó đã trở thành những ngày lễ quan trọng tại những thành phố lớn, thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân. Đây cũng là một biểu hiện của việc hội nhập, đổi mới. Ngay tất cả mọi hiện tượng về văn hóa của Việt Nam, thời nào cũng vậy, nó cũng có những cái biến đổi của nó trong cái giao lưu đối với lại nước ngoài. Thật ra thì ví dụ như trong cái Tết của chúng ta là ảnh hưởng rất sâu về cái văn hóa của Trung Hoa. Tuy nhiên, không phải sự thay đổi nào cũng chỉ theo chiều hướng tích cực. Tết Nguyên đán, ngày Tết lớn nhất trong năm của một quốc gia nông nghiệp như Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Cứ đến Tết là phải đến Tết Thầy. Thì tôi nghĩ cái điều đó là một cái giá trị vô cùng lớn chứ. Thế chứ còn bây giờ người ta đi Tết thủ trưởng chẳng hạn thì cái ý nghĩa ấy nó sẽ bị giảm đi, cái ý nghĩa của nó mà nó nặng về cái phần kinh tế. Vị Tết hiện nay đó, theo câu chuyện mình đó, thì dĩ nhiên tới chúc Tết nhau rồi sẽ phải nhậu chút. Mà nhậu thì như thế là tới chừng mà tới cái bữa đi làm việc thì vô cũng là nói mấy câu xong rồi lại nhậu tiếp, thì cái việc nhậu nhẹt rồi cờ bạc này đó, nó sẽ kéo dài. Tới đó thì là xe cổ. Dù ý kiến đổi mới Tết ta bằng cách gộp ngày lễ này với Tết dương lịch của giáo sư Võ Tòng Xuân không nhận được nhiều ý kiến đồng tình, song những vấn đề bất cập nảy sinh trong cách thức đón Tết cổ truyền mà ông đưa ra lại đúng với thực tế. Vài năm trở lại đây, kỳ nghỉ Tết âm lịch thường kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Sau ngày lễ chính, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Thời gian còn lại dành nhiều cho hoạt động vui chơi giải trí. Ngày vui của cả năm nhiều khi biến thành ngày buồn bởi những vụ tai nạn giao thông do bia rượu, ẩu đả vì ăn thua cờ bạc hay các hoạt động mê tín dị đoan tại các lễ hội đền chùa bùng phát. Đó còn chưa kể, tâm lý tháng riêng là tháng ăn chơi còn kéo dài đến sau Tết. Việt Nam hiện nay thì là cái nghỉ lễ Tết ấy, nó quá bị loãng, nó dài quá. Đương nhiên mọi người cũng cần có những cái ngày nghỉ, thế nhưng có thể là cái ngày nghỉ đó nó vào một cái dịp khác hay là như thế nào đó. Chứ nếu mà nghỉ trong 2 tuần, tất cả các cái công ty, các cái cơ quan ấy, đều mà nghỉ trong 2 tuần như thế, và đương nhiên nó sẽ phải cộng với một cái thời gian là khoảng 1 tuần trước khi Tết và 1 tuần sau khi Tết là không thể làm việc được. Những cái đơn đặt hàng của các công ty nước ngoài đó, thì nó cũng sẽ... Bởi vì lúc mình nghĩ là lúc nó làm việc, thành ra nó tiếp tục nó tới. Do đó mà tôi thấy rằng cái đây là những cái dịp mà chúng ta có thể nắm bắt được những cái cơ hội ở trong thương trường. Nghỉ Tết càng dài thì lãng phí càng lớn là một thực tế hiện nay. Điều này đòi hỏi phải có sự đổi mới trong hình thức sinh hoạt Tết cổ truyền. Các nhà quản lý xã hội, những người tổ chức nó phải lưu ý, ví dụ như là vấn đề tuyên truyền hiện nay, vấn đề tuyên truyền để cho người dân ý thức được là họ ứng xử như thế nào với cái Tết cổ truyền của dân tộc chúng ta, họ tổ chức cái Tết như nào cho vừa với khuôn khổ của cái truyền thống cũng như là phù hợp với điều kiện về kinh tế của mỗi gia đình. Nó có một cái đặc trưng rất khác những cái biện pháp về kinh tế, về khoa học kỹ thuật là nó phải mềm dẻo. Nó phải tinh tế, bởi vì nó đi sâu vào trong tâm thức của con người. Và vì thế cho nên những cái biện pháp làm như thế nào đó, nó mang cái tính thuyết phục cao, chứ không mang tính áp đặt. Năm 2013 tiếp tục được dự báo là một năm khó khăn của nền kinh tế. Hoạt động đón Tết vì thế cũng đang được từng địa phương, từng gia đình cân nhắc sao cho phù hợp với ngân sách của địa phương cũng như túi tiền của gia đình.
ngấm thì có đôi chút ngậm ngùi. Song đây có thể coi là một dịp để chúng ta cùng nhìn lại và tổ chức lại các hoạt động đón năm mới, để Tết thực sự là ngày lễ lớn nhất trong năm. Vui tươi, ý nghĩa nhưng vẫn tiết kiệm và hiệu quả. Vừa rồi là chuyên mục câu chuyện buổi sáng. Ở phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về các sự kiện sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2013. Ngày hôm nay, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ sẽ tổ chức tọa đàm trực tuyến nhằm cung cấp thông tin để các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Tham dự buổi tọa đàm có đại diện Ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam nhằm cung cấp thêm những thông tin cụ thể về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này. Các khách mời sẽ trao đổi một số vấn đề cụ thể liên quan đến việc góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, như những điểm mới trong dự thảo, làm thế nào để việc lấy ý kiến người dân không phải là hình thức, nhất là đối với bộ phận dân cư sống ở vùng sâu, vùng xa và các nhóm yếu thế trong xã hội. Ngày hôm nay, những nhan sắc nổi tiếng trong giới thời trang Việt sẽ cùng hội tụ một đêm nghệ thuật hoành tráng mang tên Đêm Nhan Sắc. Chương trình được tổ chức nhằm quyên góp quỹ ủng hộ những người nghèo có một mùa Tết vui tươi đầm ấm. Đêm Nhan Sắc sẽ trình làng những bộ sưu tập thời trang mới nhất của ba thương hiệu thời trang Thuận Việt, Tuấn Trần và Kin Concept. Ba bộ sưu tập được trình diễn bởi gần 50 người mẫu hàng đầu của làng thời trang Việt. Ngoài ra, Đêm Nhan Sắc còn có những tiết mục ca nhạc hấp dẫn của các ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quỳnh Hương. Ngày hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra chương trình Hội Xuân Văn Nghệ Sĩ Tết Quý Tỵ năm 2013 với sự có mặt của hàng trăm sao Việt trên cả nước ở nhiều lĩnh vực văn hóa nghệ thuật như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nghệ sĩ, người mẫu, đạo diễn. Hội Xuân sẽ diễn ra với những tiết mục hấp dẫn như đón các sao Việt tại Thảm Đỏ, giao lưu và ký tên lưu niệm, múa đèn mừng xuân cùng những tiết mục văn nghệ đặc sắc khác. Bên cạnh đó còn có những cuộc đua tài thú vị như nghệ sĩ tham gia gói bánh tét, viết chữ cùng công đồ. Đặc biệt, nghệ sĩ có trang phục đẹp nhất, ấn tượng nhất và sáng tạo nhất trong ngày hội sẽ được Ban giám khảo Hội Xuân trao giải thưởng. Ngày hôm nay tại Hà Nội sẽ diễn ra chương trình Phiên chợ quê ngày Tết dành cho học sinh tiểu học. Chương trình nhằm mục đích tái hiện lại khung cảnh chợ quê, bồi đắp vốn hiểu biết văn hóa Việt về ngày Tết, đồng thời rèn luyện học sinh kỹ năng mua bán sử dụng và quản lý đồng tiền, lên kế hoạch kinh doanh ở mức độ đơn giản. Đây là cơ hội để học sinh tiểu học nói riêng và học sinh thành phố nói chung có cơ hội trải nghiệm một phiên chợ quê truyền thống là như thế nào. Ngày hôm nay tại trường Đại học Ngoại thương sẽ diễn ra Guitar Show The Story of Winter. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động gây quỹ của câu lạc bộ guitar ngoại thương dành cho hoạt động tình nguyện Tết ấm nơi biên cương. Chương trình The Story of Winter nhằm tạo thêm sự thu hút, quan tâm của xã hội nói chung và cộng đồng yêu guitar nói riêng trên địa bàn Hà Nội cùng một số vùng lân cận. The Story of Winter có sự góp mặt không thể thiếu của các guitarist nổi tiếng, các thành viên câu lạc bộ guitar Đại học Ngoại thương và câu lạc bộ guitar của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức quốc tế cập nhật. Nga đã bán được lượng vũ khí kỷ lục trị giá là 15,16 tỷ đô la Mỹ trong năm 2012 sau khi mở rộng danh sách các khách hàng nước ngoài của mình. Báo cáo này của Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang FSMTC vừa được tờ báo RIA Novosti của nước này đăng tải vào ngày hôm qua. Giám đốc FSMTC, ông Alexander Forman xác nhận lượng vũ khí xuất khẩu của Nga năm 2012 đạt giá trị là 15,16 tỷ đô la Mỹ, cao hơn mức 13,12 tỷ đô la Mỹ mà nước này đạt được hồi năm 2011. Tuy nhiên, hiện nay Nga đang đứng trước nguy cơ bị cắt các hợp đồng vũ khí do có nhiều lo ngại về chất lượng sản phẩm, đồng thời dịch vụ hậu mãi cũng không được cải thiện. Hồi năm 2007, Algeria đã từ chối nhận một loạt chiến đấu cơ MiG-29 khi khẳng định chúng kém chất lượng, trong khi hồi năm ngoái, Ấn Độ đã phải yêu cầu Nga thay thế một số bộ phận bị lỗi trên tàu ngầm hạt nhân Nepal mà Ấn Độ thuê của nước này. Trong bối cảnh giá trị đồng bảng Ai Cập tiếp tục rớt xuống mức thấp kỷ lục so với đồng đô la Mỹ và cuộc khủng hoảng tiền tệ đang đe dọa đến sự ổn định chính phủ của Tổng thống Mohamed Morsi, giới chức Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã đến Cairo để đàm phán cho Ai Cập vay gần 5 tỷ đô la.
Nguồn dự trữ ngoại tệ của Ai Cập đang suy giảm nhanh chóng. Trước tình hình đó, IMF khẳng định luôn sát cánh cùng nước này, mặc dù vẫn yêu cầu chính quyền Cairo thực hiện các biện pháp kinh tế khắc khổ để được vay tiền. Giới quan sát cho rằng, khi cuộc bầu cử quốc hội đang đến, thì dường như Tổng thống Mohamed Morsi chưa sẵn lòng tăng thuế và thúc đẩy thực hiện các cải tổ kinh tế theo yêu cầu của IMF. Kể từ khi đồng ý với IMF về các điều khoản của gói cứu trợ hồi tháng 11 năm ngoái, nhiều chương trình cải tổ và tăng thuế đã được hoãn lại. Trong một số diễn biến có liên quan, Qatar vừa cho Ai Cập vay thêm 2 tỷ đô la và hỗ trợ thêm 500 triệu đô la ngay lập tức để giúp nước này kiểm soát cuộc khủng hoảng tiền tệ hiện nay. Người dân tại thủ đô Athens của Hy Lạp trong nhiều ngày qua đã phải sống trong cảnh thắp nến tù mù bởi họ bị cắt điện dài hạn do không thể thanh toán nổi hóa đơn tiền điện hàng tháng. Sự việc này đã khiến cho người dân ở thủ đô của đất nước của các vị thần đã phải nổi giận. Hàng nghìn người dân đã tập trung trước cửa của công ty điện Athens để phản đối việc họ bị cắt điện trong nhiều ngày qua. Các biện pháp khắc khổ của chính phủ Hy Lạp nhằm làm giảm món nợ khổng lồ của đất nước này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân khi lương, phúc lợi xã hội cũng như lương hưu bị cắt giảm trong khi họ lại phải chịu một mức thuế cao hơn. Nghiêm trọng hơn, rất nhiều người trong số họ bị thất nghiệp. Ngoài ra, một lý do khác khiến người dân nước này phẫn nộ chính là mức thuế nhà ở tăng cao vô lý. Tuy nhiên, để đảm bảo cho số tiền thuế này không bị tồn đọng, chính quyền Athens tuyên bố sẽ cắt điện nếu người dân không đóng thuế. Giá điện ở Hy Lạp cũng đã tăng trung bình thêm 9,2% từ năm 2012. Trong khi ở Việt Nam, không ít người dân rút tiền mặt để mua vàng dự trữ, phòng nguy cơ đồng tiền trượt giá, thì tình trạng các cửa hàng trang sức có rất ít khách lui tới ở Italia trong thời gian qua đã cho thấy tác động sâu sắc của cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra tại châu Âu. Hội chợ trang sức kéo dài một tuần khai mạc từ thứ Bảy vừa qua tại thành phố Vicenza, đông bắc Italia. Năm nay chỉ thu hút được khoảng 1.500 công ty kinh doanh kim hoàn tham gia. Là một trong những sự kiện quan trọng nhất của ngành vàng bạc đá quý Italia, hội chợ trang sức Vicenza từng được các hãng kim hoàn kỳ vọng là cơ hội tiêu thụ sản phẩm tiềm năng. Tuy nhiên, lượng khách mua sắm tại hội chợ năm nay lại rất ít. Việc bán trang sức ngày càng ế ẩm. Để đáp ứng được nhu cầu ở mức thấp ấy, chúng tôi buộc phải chuyển sang chế tác các kim loại rẻ tiền hơn như bạc, đồng, thép không gì. Số liệu chính thức từ các nhà tổ chức còn cho thấy khoảng 42% trong số hơn 1.100 công ty đá quý ở nước này buộc phải đóng cửa trong khoảng một thập niên qua. Chúng tôi đã bị ba cuộc khủng hoảng liên tiếp tấn công. Đầu tiên là khủng hoảng tài chính vào năm 2008. Sau đó là khủng hoảng nợ công châu Âu, cuối cùng là khủng hoảng xã hội ở Italia. Những cuộc khủng hoảng này gây nên những hậu quả chồng chất đối với chúng tôi. Chúng tôi buộc phải đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu thị trường và tìm cách đối phó với khủng hoảng. Các hãng chế tác kim hoàn cũng phải chuyển khách hàng mục tiêu từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển. Chỉ tính riêng năm 2012, khách hàng đến từ Trung Quốc và Ấn Độ đã tiêu thụ khoảng 57% sản phẩm của các hãng trang sức của Italia. Nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc và Ấn Độ sẽ vượt Mỹ để trở thành thị trường tiêu thụ kim cương lớn nhất vào năm 2020. Điều đó giúp cho các hãng kim hoàn ở Italia có thêm nhiều hy vọng trong những năm tới, bất chấp cuộc khủng hoảng nợ công vẫn còn chưa tìm được lối thoát. Nhằm khuyến khích tăng dân số và giảm lệ thuộc vào lao động nước ngoài, chính phủ Singapore vừa áp dụng quy định hỗ trợ tài chính đối với các cặp vợ chồng sinh con và thực hiện cả chương trình nghỉ phép đối với người chồng. Không chỉ vậy, chính phủ nước này sẽ dành một khoản ngân sách trị giá 1,63 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các hộ gia đình trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà ở. Với chính sách trên, các cặp vợ chồng sinh con từ ngày 26 tháng 12 năm 2012 trở đi sẽ được nhận khoản tiền thưởng là 6.000 đô la sinh, tương đương với 4.900 đô la Mỹ, áp dụng với hai trẻ đầu tiên được sinh ra, và khoản hỗ trợ này sẽ được tăng lên 8.000 đô la sinh đối với các cặp vợ chồng có con thứ ba và thứ tư. Tuy nhiên, để được nhận khoản hỗ trợ tài chính này, các cặp vợ chồng ít nhất phải có một người có quốc tịch Singapore. Bên cạnh chương trình hỗ trợ tài chính, kể từ ngày 1 tháng 5 sắp tới, chính phủ nước này sẽ cho phép những người mới lên chức bố được nghỉ phép một tuần tại nhà để chăm sóc con cái. Còn theo chương trình hỗ trợ nhà ở, các cặp vợ chồng có nhất một con dưới 16 tuổi sẽ được ưu tiên mua một căn hộ chung cư do nhà nước xây dựng.
Trong những ngày qua, dư luận Trung Quốc dấy lên mối lo ngại sâu sắc khi tình trạng ô nhiễm không khí gây ảnh hưởng nặng nề tới hàng triệu người dân sống ở Bắc Kinh và nhiều thành phố khác của nước này. Nhằm thu hút và nâng cao hiểu biết của công chúng, một đạo diễn trẻ đã quyết định làm một bộ phim tài liệu phản ánh đậm nét về hiện tượng ô nhiễm không khí này. Lý Phi Phan là một đạo diễn trẻ chỉ mới 24 tuổi, là một công dân Bắc Kinh nên anh quá quen với bầu trời u ám của thủ đô. Hơn 2 tháng trước, anh dùng thời gian dành của mình để bắt đầu những cảnh quay đầu tiên cho bộ phim tài liệu về tình trạng sương mù ở Bắc Kinh. Sản phẩm này chỉ hoàn thành đúng 2 ngày trước thời điểm Bắc Kinh phải hứng chịu hậu quả của tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng hôm 12 tháng 1 vừa qua. Bộ phim của Phan với thông điệp Thay đổi để cứu thủ đô đã bị đài truyền hình Phoenix của Trung Quốc, nơi đạo diễn trẻ này làm việc, chỉ trích. Nó cũng đã bị cấm phát sóng trên một số đài truyền hình trên cả nước, cũng như trên mạng Internet. Mặc dù mọi người đều cảm nhận được chất lượng không khí và môi trường nơi họ sinh sống đang xấu đi, nhưng khi đột nhiên phải đón nhận tình trạng không khí xấu đi trầm trọng, họ vẫn sẽ bị sốc. Tôi nghĩ họ sẽ bắt đầu làm một cái gì đó thay vì nói về nó hoặc trì hoãn hành động. Ý tưởng về ngày tận thế luôn tồn tại trong tâm trí con người và nó nhắc nhở rằng chúng ta cần phải thay đổi. Bộ phim tài liệu dài 40 phút của Phan đề cập đến mức độ sương mù khác nhau tại nhiều thời điểm. Nó cũng nhấn mạnh đến áp lực của thành phố khi 20 triệu dân Bắc Kinh đang sử dụng ngày càng nhiều ô tô mới và không ngừng thải rác cũng như khí thải ra môi trường. Trung Quốc là một quốc gia đông dân và cũng là quốc gia có nhiều người giàu và bậc nhất trên thế giới. Mặc dù vậy, những người thuộc tầng lớp thượng lưu của nước này dường như lại rất ít có thiện chí trong công tác từ thiện. Điều này khiến cho Thành Long, một công dân gốc Hoa có tiếng trong làng giải trí thế giới, phải lên tiếng đối với việc kêu gọi người Trung Quốc nên học cách làm từ thiện. Không chỉ được biết đến rộng rãi qua các vai diễn võ thuật hài hước, Thành Long còn là một trong những ngôi sao rất tích cực trong các hoạt động từ thiện. Hiện tại bên cạnh công việc chính là đại sứ thiện chí của UNICEF, Thành Long cũng đang tích cực tham gia vào các chiến dịch chống bạo hành đối với động vật hay giúp đỡ những người khó khăn trên thế giới khắc phục hậu quả thiên tai. Năm ngoái, anh thậm chí còn tuyên bố từ giã phim hành động để dành thời gian nhiều hơn cho hoạt động từ thiện và hy vọng ngày càng nhiều người Trung Quốc giàu có hứng thú với những việc làm có ích cho cộng đồng. Khi bạn giúp đỡ mọi người, bạn sẽ nhận được những nụ cười. Nó làm cho bạn cảm thấy dễ chịu. Làm từ thiện đã dạy cho tôi cách sống khiêm tốn và trở thành một người tốt. Trung Quốc hiện có số lượng tỷ phú nhiều nhất châu Á, song lại có rất ít các tổ chức từ thiện. Thành Long hy vọng thời gian sẽ thay đổi thực tế này. Cách đây 5 năm, tôi đến Bắc Kinh. Những người xung quanh tôi khi đó đều rất giàu, nhưng họ vẫn lắng nghe tôi nói. Tôi nói rằng, tôi vừa trở về từ Việt Nam, ở đó thế này, thế kia, và rất nhiều người đã khóc. Sau đó, họ đã rút tiền ra đưa cho tôi. Bạn hãy nghĩ, bạn trồng được một cái cây, và điều hiển nhiên là cái cây này không thể bỗng chốc trở nên cao lớn. Nó cần thời gian, và người Trung Quốc cũng vậy. Và trong khi các nhà hảo tâm tại quốc gia đông dân nhất thế giới bắt đầu có những bước tiến đáng khích lệ trong công tác từ thiện, thì trong 2 thập kỷ qua, Thành Long đã quyên góp được khoảng 100 triệu đô la Mỹ phục vụ cho mục đích nhân đạo trên khắp Nam Châu. Những chú chó vừa kéo những chiếc xe trượt tuyết vừa chạy đua với các đối thủ đã là những hình ảnh không còn mới đối với những người dân trên bán đảo Kamchatka ở Nga. Mặc dù vậy, hoạt động này hầu như không bao giờ mất đi sức hấp dẫn bởi sự gay cấn mà nó đem lại. Mời quý vị và các bạn cùng đến với vùng đất xa xôi của xứ sở Bạch Dương để có những trải nghiệm thú vị từ hoạt động thể thao đặc biệt này. Chó kéo xe trượt tuyết là một hình thức vận tải truyền thống trong nhiều thế kỷ qua tại Kamchatka và các cuộc đua với nội dung này chính là một trong những môn thể thao ưa thích nhất của người dân nơi đây. Ngoài việc cho những chú cẩu kéo xe trượt tuyết, người dân địa phương còn phát triển thêm một số hình thức đua khác như cho người đứng trên một tấm trượt và để những chú chó kéo đi. Bất cứ ai cũng có thể đăng ký tham gia hoạt động này. Anian Semaskina, con gái một trong những người trong ban tổ chức, là người trẻ tuổi nhất tham gia vào cuộc thi năm nay. Cháu không sợ khi tham gia thi vì cháu thích các cuộc đua cho kéo xe trượt tuyết cũng như các hoạt động thể thao. Theo truyền thống, mỗi xe trượt tuyết sẽ được kéo bởi 4 chú chó. Cuộc đua năm nay ghi nhận sự tham gia của rất nhiều giống chó khác nhau, nhưng phổ biến nhất vẫn là giống chó Eskimo đến từ vùng Alaska và Siberia, giống chó Lai đến từ Na Uy và giống chó Laika của Kamchatka. Sự thành công của mỗi cuộc đua đều phụ thuộc vào từng chú chó cũng như chủ nhân của chúng.
Bạn không thể nói rằng chỉ có một yếu tố hoặc là người hoặc là chó quyết định sự thắng bại trong cuộc đua. Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào cả hai bên. Chủ nhân của những chú chó cho biết, cuộc đua không chỉ giúp những thú cưng của họ trở nên khỏe mạnh hơn, mà nó còn giúp những con vật bớt hiếu động hơn khi ở nhà. Thay vì phải loay hoay trong bóng tối để tìm được công tắc điện, thì giờ đây bạn chỉ cần vuốt nhẹ vào bất cứ đồ nội thất nào là điện sẽ tự động bật lên. Thật là kỳ diệu. Đây chính là một kết quả tuyệt vời của sự hợp tác của một nhóm gồm các nhà kỹ sư, nhà sản xuất tủ bếp và nhà sản xuất bóng điện. Với công nghệ mới này thì các nhà sáng chế tin rằng trong một tương lai không xa, các tòa nhà sẽ không cần phải lắp đặt những chiếc công tắc điện phức tạp nữa. Anh Ivan Arakistain đang tìm cách loại bỏ những chiếc công tắc điện mà nhiều khi rất mất thẩm mỹ trên tường nhà mình. Arakistain hiện là một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Technalia, chuyên phát triển các thiết bị chiếu sáng điều khiển bằng cảm ứng. Được gọi tắt là út tắc, đồ gỗ cảm ứng, những sản phẩm này của Arakistain sẽ phát ra ánh sáng của đèn neon khi người sử dụng chỉ việc vuốt nhẹ lên bề mặt của chúng. Trước đây, để có thể lắp một chiếc công tắc điện, bạn buộc phải dành một khoảng trống nhỏ trên đầu giường hoặc cạnh giường. Chính cái công tắc này sẽ làm bức tranh treo trên tường mà bạn mua ở cửa hàng bị xấu đi. Nhưng với công nghệ đồ gỗ cảm ứng út tắt, bức tường của nhà bạn sẽ còn nguyên vẹn. Hệ thống này sử dụng các cảm biến, công nghệ đèn LED và hiện tượng điện phát sáng, một quy trình mà theo đó, điện trường phát ra từ tay của con người sẽ tác động lên các đầu cảm biến và giúp đèn phát sáng. Chúng tôi sử dụng những cảm biến khác nhau cho những sản phẩm khác nhau tùy thuộc vào độ dày mỏng của bề mặt đồ gỗ. Viện nghiên cứu Technalia phân loại cảm biến trên cơ sở thống nhất với các nhà sản xuất đồ nội thất và đồ điện của địa phương. Các nhà nghiên cứu nói rằng các sản phẩm này sẽ đến tận tay người tiêu dùng chỉ trong khoảng một năm nữa và họ tin rằng những món đồ nội thất đa chức năng sẽ thay thế những chiếc bóng điện và công tắc lỗi thời trong nhà của khách hàng. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc mới thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.